Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi môn ngữ văn lớp 8 tóm tắt bài 2, trang 40 đến trang 41, văn bản 1, thu điếu, sách kết nối tri thức. Trước khi đọc, em yêu thích mùa nào trong năm? Liệt kê một số từ ngữ em muốn dùng để miêu tả vẻ đẹp của mùa đó. Như vậy, các em yêu thích mùa nào trong năm thì các em hãy nêu tên mùa và liệt kê những cái từ mà em muốn dùng để mà miêu tả vẻ đẹp của mùa đó. Ví dụ như em yêu thích mùa xuân thì những cái từ mà chúng ta để tả về mùa xuân đó là mùa xuân ấm áp, tươi tốt. Tiếp theo đọc văn bản: thu điếu, mùa thu câu cá, Nguyễn Khuyến. Ao thu lạnh lẽo nước trong veo, một chiếc thuyền câu bé tẹo teo, sóng biếc theo làn hơi gợn tí, lá vàng trước gió sẽ đưa vèo. Tầng mây lơ lửng trời xanh ngắt, ngõ trúc quanh co khách vắng teo. Tựa gói buông cần lâu chẳng được, cá đâu đớp động dưới chân bèo. Thơ văn Nguyễn Khuyến Xuân Diệu giới thiệu, nhà xuất bản Văn học Hà Nội 1971, trang 107. Như vậy chúng ta vừa theo dõi bài thơ Thu Điếu, mùa thu câu cá của Nguyễn Khuyến. Thì ở trong bài thơ này chúng ta sẽ có hai câu hỏi: hình dung màu sắc, âm thanh chuyển động của sự vật. Thì hình dáng ở đây, hình dáng màu sắc âm thanh, thì hình dáng đó là ao thu thì nhỏ, thuyền câu thì bé tẹo teo, màu sắc thì nước trong veo, sóng biếc, trời xanh ngắt, lá vàng, âm thanh thì đưa vèo, đớp động. Chuyển động là sóng hơi gợn tí, lá khẽ đưa vèo, tầng mây thì lờ lửng. Những cái hình ảnh thể hiện cảm xúc tâm trạng của nhà thơ đó là tựa gói buông cần lâu chẳng được, cá đâu đớp động dưới chân mèo. Sau khi đọc, Nguyễn Khuyến 1835-1909, quê ở xã Yên Đỗ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. Ông đậu đầu cả ba kỳ thi nên thường được gọi là Tam Nguyên Yên Đỗ. Thơ Nguyễn Khuyến thể hiện tình cảm thiết tha, gắn bó với quê hương và ẩn chứa tâm sự yêu nước cùng nỗi u uẩn trước thời thế. Đặc biệt, Nguyễn Khuyến đã đưa các cảnh sắc thiên nhiên vào cuộc sống thân thuộc, bình dị của làng quê vào trong thơ một cách tự nhiên, tinh tế. Ngòi bút tả cảnh của ông vừa chân thực vừa tài hoa, ngôn ngữ thơ giản dị mà điêu luyện. Nguyễn Khuyến sáng tác bằng cả chữ Hán và chữ Nôm, nhưng đóng góp lớn nhất của ông là ở thơ Nôm. Trong đó nổi tiếng nhất là chùm ba bài thơ của mùa thu: Thu Vịnh, Thu Điếu và Thu Ẩm. Tiếp theo trả lời câu hỏi. Câu 1: chỉ ra đặc điểm thi lực, bố cục niêm luật bằng trắc vần nhịp đói của thể thơ Thất Ngôn Bát Cú Đường Luật được thể hiện trong bài thơ Thu Điếu. Thì về bố cục thì bài thơ có 4 phần: đề, thực, luận, kết. Niêm, veo, teo, vèo, teo, vèo. Rồi tiếp theo luật bằng trắc. Thì thứ tự chúng ta sẽ có các câu: câu 1, rồi về vần, vần eo, nhịp 223 hoặc là 43. Tiếp theo câu số 2, giải thích ý nghĩa của nhan đề bài thơ, chỉ ra mối liên hệ giữa nhan đề và hai câu đề.
Thì nhân đề bài thơ là mùa thu câu cá, nhưng mục đích không ở việc kiếm cá ăn. Câu cá chỉ là cái cớ để tiêu sầu và cảm nhận cái hương sắc mùa thu. Nhân đề mùa thu câu cá có mối liên hệ trực tiếp với nội dung của hai câu đề. Câu 3, bức tranh thiên nhiên mùa thu được tái hiện ở những khoảng không gian nào? Nhận xét về trình tự miêu tả của khoảng không gian đó. Thì bức tranh thiên nhiên được tái hiện ở những khoảng không gian: mặt ao, nước, thuyền câu, sóng, bầu trời, tầng mây, trời, mặt đất, ngõ trúc. Trình tự miêu tả không gian: từ gần đến xa, từ xa đến gần, từ thấp đến cao, từ cao xuống thấp. Tiếp theo câu 4, phân tích các từ ngữ miêu tả hình dáng, màu sắc, âm thanh, chuyển động của các sự vật, từ đó hãy khái quát những cái nét đẹp điển hình của mùa thu, vùng nông thôn đồng bằng Bắc Bộ được tái hiện trong bài thơ. Thì ở đây các từ ngữ miêu tả về hình dáng, màu sắc, âm thanh, chuyển động của sự vật: lạnh lẽo, trong veo, thì gợi cái chi tiết trời se lạnh, mặt nước phẳng lặng, làn nước trong suốt như có thể nhìn thấu đáy. Bé tẹo teo, từ lấy tượng hình, nhấn mạnh sự bé nhỏ của con thuyền chỉ như chiếc lá đậu trên mặt ao thu. Xanh ngắt, đặc trưng của mùa trời, của trời thu đất Bắc, gợi nền trời cao, rộng và không gian trong trẻo của một ngày thu nắng đẹp. Tầng mây lơ lửng, tạo cái hình khói toát lên vẻ bình yên thanh tĩnh. Ngõ trúc, lối ngõ nhỏ quanh co, không gian quen thuộc của làng quê Bắc Bộ, gợi khung cảnh im vắng tĩnh lặng. Hơi gợn tí khẽ đưa vèo, chuyển động của các sự vật đều nhẹ khẽ khàng. Không khí mát lành, trời thu trong xanh, cao rộng, không gian êm đềm, thanh tịnh, cảnh sắc hài hòa, giàu chất thơ. Tiếp theo câu 5, ở hai câu kết, hình ảnh con người hiện lên trong tư thế, trạng thái như thế nào? Qua đó em cảm nhận được nỗi niềm tâm sự gì của tác giả? Thì hình ảnh con người hiện lên trong tư thế của người ngồi câu cá, tựa gối buông cần như đang thu mình trên chiếc thuyền câu bé nhỏ trong trạng thái trầm tư. Âm thanh của tiếng cá đớp bọt nước đâu đó khẽ động dưới chân bèo không chỉ làm tăng cái im vắng tĩnh lặng của ngoại cảnh, mà còn cho thấy khoảnh khắc trầm lặng suy tư của con người. Tiếp theo câu 6, nêu chủ đề của bài thơ. Chủ đề ấy giúp em hiểu thêm điều gì về tâm hồn tác giả? Thì chủ đề bài thơ thể hiện sự cảm nhận tinh tế vẻ đẹp của mùa thu đất Bắc và tình cảm gắn bó thiết tha với quê hương của tác giả. Qua đó bày tỏ niềm ưu tư trước thời cuộc. Tâm hồn của tác giả nhạy cảm, tinh tế, chan hòa với thiên nhiên, yêu mến và trân trọng cuộc sống bình yên nơi làng quê. Tâm sự sâu kín của một con người dẫu tìm về cuộc sống ẩn dật vẫn không nguôi nỗi buồn thời thế. Tiếp theo, viết kết nối với đọc, viết đoạn văn khoảng 7-9 câu phân tích hai câu thơ khiến em có ấn tượng nhất trong bài thơ Thu Điếu. Ví dụ đoạn văn như sau. Phân tích hai câu thơ khiến em ấn tượng nhất, ví dụ như hai câu: ao thu lạnh lẽo, nước trong veo, một chiếc thuyền câu bé tẻo teo. Thì ao là cái hình ảnh gần gũi thân thuộc với người nông dân. Thời tiết chuyển mùa sang thu, ngay cả cái ao cũng mang hơi hướng âm hưởng của mùa thu,
với làn nước mát lạnh và trong veo. Trong khung cảnh mùa thu với ao nước trong xanh, làn nước mát lạnh ấy là hình ảnh chiếc thuyền câu của người thi sĩ nhỏ bé, lọt thỏm trong không gian rộng lớn trở nên bé tẹo teo. Khung cảnh thiên nhiên, bức tranh mùa thu trở nên đẹp đẽ và mang cái màu sắc riêng biệt, không lẫn với bất cứ nơi nào. Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi môn ngữ văn lớp 8. Thì sau khi xem xong các em hết thích thầy chia sẻ mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh thầy Liêm để được theo dõi những video tiếp theo nhé. Cô chúc em học tốt và chào tạm biệt các em.